Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no. Ây da, sau 3 năm cuối cùng mình cũng biết cách kiếm bông tai miễn phí cho anh em. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em luôn một ngay tại bây giờ. Anh em sẽ cả cho mình ô skill thứ 3 là skin. Skin. What the fuck? Ok. Skin. Ok, sau bao nhiêu năm mình cố gắng cải cuốc và hôm nay mình đã tìm được một cái thủ thuật cho anh em, đó là làm sao để có thể kiếm bông tai dễ dàng. Anh em thấy skin nhân vật của mình đẹp không? Quá ngầu, quá bá đạo luôn. Và đây mình sẽ quay luôn cái bắn bay đó. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em làm sao để kiếm bông tai. Anh em mình sẽ nhớ nhìn thấy ô skill thứ ba không? Anh em cài cho mình ô skill đó là tự sát. Và khi tự sát xong, anh em ra vách núi tự sát. Từ từ. Đó, anh em tự sát đi. Xong chưa? What the fuck? Rơi bông tai. Anh em hồi sinh nhặt bông tai ngay còn kịp. Không ngọc rồi, thôi. Mình sẽ về nhà rồi, mình chạy ra nhặt bông tai nha anh em nha. Bông tai rất quý luôn đấy. Bét xàm lìn. Thật ra nó là vàng chứ có phải là bông tai gì đâu. Bét xạo thôi. Ok, chào anh em trở lại với channel của mình. Mình là DB Gaming đây. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái review phiên bản mod của Star Long mới, đó là phiên bản siêu phẩm mod. Trong video trước mình đã có nói là mình đã reaction qua và mình sẽ trải nghiệm luôn phiên bản mod này, và mình kết mỗi con khỉ thôi. Thì hiện tại cái link của mình là không có khỉ, mình thử vào xem thôi. Ok, mình đã tải phiên bản về và link phiên bản mình sẽ để phần dưới mô tả video, anh em nào có thể vào đấy tải. Dưới mô tả phần video nha, anh em kéo xuống có chữ mô tả và anh em kéo xem thêm, ấn xem thêm hay là mở thêm là sẽ có link trong đấy. Ok, bây giờ mình sẽ review Monster Star Long Trần Long giới. Ok, tải dữ liệu. Ok, mình thoát ra, mình sẽ tải lại, mình sẽ vào lại. Đâu rồi? Tải cũng lâu thôi. Ok, anh em chờ mình vào game xong mình sẽ quay lại nhé. Thì phần vào phần đăng nhập game thì đương nhiên là sẽ lộ tài khoản mật khẩu thôi. Nhìn khá đẹp, bắt mắt đây, khá đẹp. Ok. Ngoài kia bao la thế giới, quên tên anh, quên đôi môi ai mất, hay giọng nói thầm nặng vì người đàn ông em yêu là anh. Ok, mình đã vô game và đây, anh em thấy chưa? Vừa vào đã biến thành cái thằng đầu vàng, tóc đầu vàng, đội mũ len màu xanh rồi. Còn cái chuyện leak mình bị sao anh em cứ tạm thời là bỏ qua đi. Ôi, một set viên, ôi, toàn viên một ngọc rồng một sao, mình cứ tưởng là mình có ngọc rồng một sao cơ. Không sao, đó chỉ là mod thôi chứ không phải thật. Mình sẽ trải nghiệm qua cho anh em. Đâu rồi? Mình không có skin khỉ, mình không thể biến được khỉ. The fuck. Khổ ghê nhỉ, xem nào. Quần áo bọn này mặc gì, quần áo gì mà toàn toàn vải thô thành hết giáp giáp sắt này. Quần áo vải thô rồi, quần áo giáp sắt. What the fuck, vải thô thành còn gì đây, vải thô quần áo thần, áo thần hủy diệt à? Thì bọn này mặc quần áo gì đây, giáp sắt thì là quần áo gì mình cũng chả biết được nữa. Được rồi, mình sẽ vào một cái link đó là test khỉ cho anh em xem nhá. Mình sẽ vào cái link đẹp play. Oh, đẹp play. Đẹp play là gì?
Ok anh em, mình đã vào một cái click đẹp play, click đẹp play của mình. Thì đây mình sẽ vào đây mình sẽ test test khỉ cho anh em xem. Bờ con khỉ rất tuyệt vời luôn, mình nói trong tập trước mà trong cái video review trước mình đã nói cho anh em. Con khỉ rất tuyệt vời luôn. Mấy con lợn này. Mình đang quay video mà lại nhắn tin làm gì đây? Bỏ đi. Nice. Tắt thông báo luôn đi. 8 giờ đi. Bye bye nhá. Ok, và sẽ mình sẽ test nào. 7 5 7 1 5. Yeah. Một cây đậu một sao tuyệt vời, nhìn mà thèm quá không ấy. Giao diện đã được thay đổi anh em nhá. Nhìn giao diện nó có thể khác, nhưng mà phần chỗ mình vẫn không kết là phần cái phần hiển thị HP và cả thông tin nhân vật. Còn ở trong thì ok rồi, ổn rồi. Đấy, đậu thì toàn ngọc rồng hết rồi này, nhìn thèm quá có gì đó. Bây giờ mình sẽ đeo skin khỉ vào và sẽ giao biến khỉ cho anh em xem. Con khỉ tuyệt vời. Mình không biết mình là thằng nào nữa, quần áo quá bá đạo. Wow, skin đẹp đấy. Nhìn anh em nhìn biến khỉ. What the fuck man. Khỉ chất vây là. Anh nhìn này. Bông tai rớt các thứ kìa. Bông tai rớt kìa. Thật là giàu. Úi giời. Người phi rè mà đầu ấy con gì kìa. Anh nhìn này. Sau lưng là cõng một viên ngọc rồng một sao nhá. Nhìn quá đẹp luôn. Chính ra là đeo ngọc rồng một sao nhìn đẹp hơn là để mấy cái BT hình ván bay, ván viết các thứ bang bao điếc nhìn xấu. Đó, em nhớ khỉ ngầu không? Để xem skill nó có cái gì không nào. Hiệu ứng skill thì nó vẫn bình thường thôi. Không có gì nổi trội mấy. Chắc chỉ có mỗi bên 5 lách thì nó có thôi. Đấy, mấy nhân vật 5 lách thì nó mới có, hợp thể 5 lách thì có thôi. Bộ giáp mới cho con khỉ quá bá đạo luôn, quang hầu. Ok, còn cái chuyện chuyện lick đẹp play với cả lick Cariochi 98 hay là lick S7 Ben, bạn Ben thì ok. Cái chuyện đó mình cứ sẽ tạm dừng một để gạt qua một bên và mình sẽ tiếp tục quay video. Chuyện đó thì mình cứ tạm dừng gạt qua một bên, anh em có thể coi như là tạm thời quên nó đi vì cái chuyện đó là chuyện không vui, chuyện buồn, anh em có thể quên nó đi. Và video mình sẽ dừng lại ở đây và cái link tải mình sẽ để phần dưới mô tả nha anh em. Anh nhớ kích vào đấy phần mô tả nhá. Còn anh em là không rõ thì có thể trực tiếp đến kênh Trần Long Giới. Ok, cái tên bạn là rất hay. Cái tên bạn này rất hay luôn. Ok anh em. Còn anh em nào muốn mua vàng, mua ngọc hay là thiếu cái gì đó thì có thể lên dịch vụ Mi là nhận làm thuê úp sức mạnh đệ tử, bán vàng bán ngọc, săn đệ tử, cài thuê, làm thuê nhiệm vụ. Ok anh em, bye bye.